bọn giặc pháp bị thương bị ngã quân ta mà lăn xả giáo thương cần chiến nhau giữa chốn xa trường cầu tớ gửi bị thương té quỳ bởi thân thế bị tai quỳ mắt cầu rồi đồn lì sông vô lúc rối bên sông phá trận đầu đứng cố là biệt vô âm sinh dầu thất là tự định không đầu pháp tạc nhiều binh sĩ cũng là bị bắt nghe thấy cậu mà nhiều ngạc đau thương bàn cùng nhau thà thác chiến trường hơn bị bắt họ dương đau hồn nhạc bà cô cậu hai thương lỗi lòng ngại nghĩ gian khổ đến rồi mấy hôm sau bà cậu đang ngồi có tin báo việc thôi nguy cấp trình mọi việc trước sao rời nơi đây chớ khá duy trì vì trận chiến cơ nguy tan rã bà với cậu yêu ơi lụy hại nơi chiến trường ông đã vẹn chung còn cậu tư trong bước đường cùng giặc bắt được kiếp hung bà với cậu nghe vâng càng tỏi bà giết liền hơi ngỏ sai đi dạy cậu tư chớ khá duy trì không trốn được thác đi cho dền đừng lần lửa chẳng rủi xa cơ trong bước đường cùng đừng quý tử mất chung mất hiếu tha ít chữ con nam rõ hiểu chớ lưu truyền nhớ nghe tiếng hậu lai biết hiếu chung mới gọi anh tài quên nghĩa cả có ai thương mến nay mặt thơ mẹ đà gửi đến con dao này mà mặc chi đây kẹt mấy anh chiến sĩ trong này ta nên cùng cho hai đình liều đồng cùng nhau kẻ lái người lèo sông thuyền lướt tròn theo tổ quân thắng tuy mất danh truyền chẳng ai mất như cậu tư mà quá thật hùng anh nào giờ yêu chức tước sẵn dành cậu gạt bỏ nếu
cầu hậu Bồ Tát Lai nói chí lòng mẫu nào chẳng chỗ lòng nhi tiếng ngàn năm mai cùng kính gì gia đình cố ích suy có được ông với bà đây lòng dạ chỉ dốc lo trừ giặc bảo xá thân mình lo báo non sông tu ước dương con cháu vợ chồng người quý tử có trong mong đường không quên rồi lớn giờ
việc xưa hôm cùng việc lâu dài, nay mật tình cho hai mới được. Việc thơ gấp chớ nên như lần lượt, phải mượn người đem được báo tình. Nếu chậm đi có lỗi tình, tuy lời hứa đến nghi vàng. Bà nhớ lại trước kia cũng đã hứa, sau này cả không gian. Thương gái ngoan bà định dấu bà, hai đâu nở cầu quá dài nhịp. Và chỉ dấu trước bao xung nghiệp, vì cơ trời cũng kiếp phải ra. Chữ quân con biệt mẹ già, câu ai quất chồng xa cách giờ. Tin mật báo chỉ âm chẳng ai nở, cùng trẻ thơ bỡ ngỡ khôn lường. Vì hiếu thân lượng mộ tâm thương, dình thủy thổ hai đường cách biệt. Kính năm chỉ với niềm tha thiết, nghĩ cho trẻ hiền tùy duyên phước gia. Tuy ngày nay xa cách hai nhà, lòng chung thủy xem ra như một. Trời anh chỉ tỏ tường khúc đợt, với nhau hiền cả thốt lời phân. Tuy ngày nay núi sở non tầng, cơ trời khiến toán dần sẽ hiệp. Dầu hai trẻ cầu ô gái nhịp, nghĩa cưới tình trọn kiếp nào phai. Chữ Nam Mô xuân hiệp có ngày, câu đạo lý đừng phai tất vàng. Chớ dội thay lũy thành siêu ngãi, mà buông lèo toàn thả thuyền khơi. Lo chí tu phải ráng trọn đời, đừng thối thoát buông lời đạo đức. Ý chưa cạn tờ mây một bước, ngầm chỉ cùng hiền tức kháng chi. Nhận được thơ tỏ nổi ly kỳ, đức bà cố tường tri mọi việc. Mà sự thị tình phân, trách gì đau gian dở tâm tầng. Chàng bao nở cách phân ly biệt, mở dội ta hỏi âm cho biết. Nghe nỗi đau lòng thống thiết nghi chia ly, đường xa coi con trẻ quỳ cầu hạt tán linh quý cha mẹ. Kính cha mẹ thứ tình, con trẻ xin lại chàng thỏ thẻ lời phân. Hỡi chàng ơi sao lắm vô phần, lời thế hại chưa phân cho nay. Chàng sớm quyên ương lẻ bạn, bỏ mẹ già chưa hạn nắng sương. Ai xui nên lắm cảnh đoạn trường,
bà linh tiếp nguyện cúi đầu, chàng giàu mất thiết đâu nhắm mắt. Trên đỉnh nước nhận trao kỷ vật, thiếp với chàng gia thất đã nên trách gì đâu chẳng trọn chung mền, các cơ bấy không nên cùng gối. Phần cha mẹ nghĩ thương hai
Nói cậu hay làm tỉnh như nỗi đau lòng
Vì thời thế cơ binh tan như giả, chưa cột thù, chưa hóa lòng chung, chữ yếu thân trùng bước anh hùng, nguyện chung trực hiếu thân khó dèn. Cậu vì mẹ cậu đành phải hẹn, tầm kia còn làm khén nên ta. Mẹ còn đây ta phải đợi chờ, thù cha đó ngó ngơ sao được. Cậu lập chi chẳng sao thời trước, nhà chống giờ đây chưa thể ra làm gì, thế nhưng phải cam nằm chịu. Phần bên cạnh mẹ già liễu điều, tạm ngưng dừng vì hiếu từ thân. Điều phụ thân giao cũng cần, về bổn láng gớm lần mở đào. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả cùng chư đồng đạo, giả nhà lá hay còn gọi là Tri Lai Bồ Tát, nói về Đức Cố Quảng đến đây đà dứt. Kính chúc chư quý vị thân tâm thường an lạc, tạo quả sớm viên dung. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả cùng chư đồng đạo, để tiếp theo đây chúng tôi xin đọc lại bộ Kim Cổ Kỳ Quan, trích ra tác phẩm Ngồi Buồn của ông Ba Thế. Vậy trân trọng kính mời chú quý vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi buồn gánh sự thế gian, cõi trần nhiều nỗi gian rằng nghĩ đi xét lại không
bằng lợi dân. Sao bằng chả cũng khổ lắm, trà thơm rượu cút của dân mì điều. Ở tai nói giả ngư tiều, ngược như suối thừa thiếu gặp nhiều người ơi. Nhiều người đêm dòng đầy dùng lời xưa bất hoài, ấy mình khôn quỷ sắc tài, địa ngục rũ loạn nằm dài thở than. Thiểu nhân nghĩa khí trung can, những người hung dữ người chê lời Phật nói kỳ, Phật trời còn quấy hung gì là tôi. Bó che chẳng giữ bỏ trôi, Phật ngồi dương thế thương ôi dân hoành. Chẳng nhiều yeah.
mà cái lòng dạ đổi dời, làm sao mé biển chân trời xa nhau. Nhật duyên nguyện quyết bấy lâu, anh hùng thất vọng ngồi câu cầm đố ai lập đặng nam lầu, dội chi phạm tục không như cầu thánh như tiên. Chữ rằng thiên lý dị nhiên, sợ nhi bất lậu dòng thiên bùa dòng. Phật ma niệm nghĩ trong lòng, ngày sao chi khỏi với chồng phân ly. Tu tình mắt chúng kinh khi, tu tài tu sắc như thế nghi thuần tùng. Sư sư tất hữu anh hùng, chữ tài chữ sắc khó dùng, chữ ân lập thân hành đạo lập thân, dưỡng danh hậu thế chúng phân chánh tài. Nam mô Tạo Ngộ Di Đà, biết sao Phật ái diệt tà chúng sanh. Hỡi còn khôn quỷ đua tranh, đua tranh khôn quỷ đục thanh bất thường. Nam mô bào tâm cường, mấy mô cũng lỡ ra đường đất chai. Bao giờ kiến Phật Như Lai, thời dân hán hữu hòa tai tới mình. Phiên ban nhiều việc bất bình, sướng cao thế nặng khổ tình dân ngôi. Bao giờ cho gặp Chúa tôi, cho tôi thấy Chúa trời ơi Phật trời. Thế gian nặng nói nhiều lời, khi tiên khi Phật khi trời khi quân. Từ khi mắt quá trầm luân, tội người trăm tội tự chứng chiến đầu. Nói ra giả thảm lòng sầu, sao để tội từ đầu chỉ chính. Hai thân nghiệp lại một lưng, hai giai chẳng gánh sự quân trung thần. Gia bằng chí đó chân bằng, bằng tiếng bằng thánh bằng thần mới ngoan. Bằng đức tính cực tham gian, bằng trung bằng hiếu bằng mang quà tiền. Gia bằng mang ly chớ quyền, bằng nhớ bằng đức bằng hiền mới ngoan.
đừng ham nhà dọc dãi ngang. Á tùng sự ác như sao mang tội nhiều, sông sâu ngựa lội ngập mây kiều. Con hư cha mẹ bỏ liều con hư, đừng nói giả cấu lòng trừ. Mùa tôm ban cá nói dư thòng thường, thôi tôi lòng Phật còn vừa, huống chi như thế thiếu thừa không tu là
gió đưa thủy liễu ai đổi dời, nào ai cái Phật cái trời thuận tâm. Chào đình mưu trí kỳ thân, thiên cơ một lúc như loạn xâm tới vời. Ở sao chẳng tưởng Phật trời, một giải người trái nơi đời không lo. Tháng rồi hồn xác ra cho, chẳng làm chi tốt như không lo làm lành. Quê trời Phật để dành, cõi trần ai tích như sự lành Phật cho. Khói lo những việc đối non, thiết kế hòa phước biến lo sao còn. Đi đâu cho khổ nhiều đàn, kìa nói bước từ nói ngàn mang. Cảnh nào cảnh chẳng có qua, non nào non chẳng có tòa thiên thai. Lẽ nào trước chẳng lẽ nào gái chẳng hiệp trai trinh tường. Duyên thang quê thị phố phường, ở sao chẳng biết nẻo đường má. Làm sao khỏi xuống diêm la, muốn tìm thấy Phật như Thích Ca làm lành. Chim khôn léo muốn trở nhành, hưởng quê điểm mật như công thành danh vinh. Đừng nghe ngủ chuyện sớ kinh, ngủ mà tà tính lộn vào. Bởi nghe ngã ngữ lời tào, nam bán dâu Phật như ma vào làm gương. Đang trại quỷ thực chân hương, không làm mắt chữ quán gió đưa phượng mất quê hương. Quê sen chậm chỗ nan tường Tây Phương. Phật trời nở hải lương, nở chốn hào kiệt quán hương dần. Phép nào hơn Phật hơn trời, làm tối dưới đạo nghe lời tôn sư. Bắt cầu thiếu dáng sông dư, đau lòng tướng Phật nhớ sư sự ai tồn. Để thân tôi như rác như lắm còn sống sao. Biết nghe lời nói thấp cao, vẫn nghèo tiếu khẩu
Bỏ thay mới màu
giờ người chẳng thấy đâu. Chừng nào ngó thấy lo âu sao rồi. Bóng trôi có đứng có ngồi, ra đi chẳng tìm khổ rồi. Miếu đình nam tử sài tăng, bất hùng sư giáo nghiệp vô căn điều tàn. Cốt đồng cốt gỗ cốt vàng cốt chì cốt bạc tối ngàn nhân sanh. Hoa hình tiết cho lục như tình biến danh ai hầm hình. Chết ai mở lòng ai tình, hà nhân sanh Phật hầm hình chung như thân. Chết ai vô lượng vô phân, chung thành dối thế giáo dân lấy tiền. Tốn đâu tôi bạc tu tiền, tu hung tu dữ tu hiền vốn không. Tu nào tham của tham công, tiền má gạo quỷ nó không ở đời. Tu đâu chẳng biết Phật trời, nằm đêm tính việc lỗ lời hơn thua. Theo người thanh thế trăm đuôi, ngọn ra tất đất ơn vua không đời. Làm trai chí ơi cả cho nhị bền, trung quân ai quốc như cảnh đàn Phật dương. Đừng lòng lắm ghét lỡ thương, lỡ trung lỡ đình quang hại mình. Cả chúng hiếu như bất bình tâm can, nửa ngay lòng mở nửa gian, chẳng suy chẳng nghĩ đã mang trí cuồng. Ở đây giả khiến thôi buồn, phương qua nhà lại luôn như tù dạng ai. Chim đầu không bắt nó tay, tài chỉ ra sức nghe theo đây dày đòn. Thầy xưa nói giận lai là không ai nghe tiếp dày đòn Tây Phương. Ca chúa một dạ một lòng.
lửa dùi nóng nảy lòng lớn gánh hòm mang ấy tính chứ sự nào chẳng mua mắng nhiếp hồn hào hàng tôm hàng cá ra vào quên thân trái thơm trầm mắt bớ dân người phàm hai mắt nghe khó phân diệt này gia đang sao tới trước thầy đố ai rõ đằng viết này mới ngoan tiểu khê còn sợ đại gian bắt cầu trăm nhịp cầu an thuận ấy hoàng lớn non cắm cắm rừng già là con làm cháu tự bà tưởng ông tu trần như buổi chợ đông chiều tan mây hiệp nghĩ không thường hành việc nào thua việc làm lành tu nhờ tích như đức để dành ngày sau khó thời bắt ốc hái rau xả giá cầu đạo ngày sau hưởng phần xa sao cô xa bần xa ba sự cõi trần mới nên tây phương giàu chẳng đặng lên diêm đình giàu xuống nghe chớ quên lời thầy người tôn trời Phật như bát đài có đâu chẳng rằng quý tại hồ sơ giàu sao rõ sự thiên cơ bắt cầu lòng người sớm đánh tối đầu Phật trời giả tham lòng sầu hiếu niềm vô Phật cho chớ ngoài son trong lòng thiệt như giấy nước non vuông tròn thầy ghi đạo Phật hao mòn sớm bán thúy kiệt như giả còn nhớ ghi quên lời là lẽ
trời cũng nắm tay không mà giữ lành hai việc để đời hát đẹp theo dõi Phật trời tự phân có thân thời khổ với thân thân ơi thân biết nghi lượng phân giữ lành Phật trời dạy bảo tu hành nhất tâm thiện niệm chánh thành cùng ơn phải lo gỡ tội trăm luân dầu mà chẳng khỏi cũng ơn thân trần bất kỳ đạo tặng phú bằng nhớ nhớ các hữu kỳ phật 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 trời nhất trái cầm cân hai đường tội phước định phân dư